Với những khán giả yêu mến bộ phim hoạt hình Aladdin thì mình tin rằng có thể ví Disney như một cái đèn thần. Challenge lần đầu tiên, boom, Aladdin phiên bản live action được vào vai bởi Will Smith. Challenge thứ hai, boom, dù khán giả chính người mời ý nhưng mà phim vẫn có doanh thu khổng lồ lên tới hơn 1 tỷ đô. Và challenge cuối cùng, boom boom. Chào mừng các bạn quay trở lại với Phim News. Chúc mừng lên sóng đều đặn vào mỗi chiều thứ tư và chiều thứ bảy hàng tuần. Mình là Linh và hãy cùng mình tìm hiểu xem điều ước thứ ba sắp thành hiện thực là gì nhé. Theo nguồn tin độc quyền từ tờ báo Variety, một hậu truyện của bom tấn Aladdin phiên bản live action đang được tiến hành sản xuất. Nguồn tin này cho biết bộ phim này đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, sau khi nhà sản xuất phải bỏ ra tới 6 tháng để tìm được hướng đi cho câu chuyện tiếp theo về anh chàng Aladdin. Theo đó, bộ đôi biên kịch John Gatins và Andrea Beloff sẽ chắp bút cho kịch bản lần này, trong khi vẫn chưa rõ liệu Guy Ritchie có quay lại để ngồi vào ghế đạo diễn hay không. Nhà sản xuất cũng đang hy vọng rằng Will Smith, Mena Massoud và Naomi Scott sẽ trở lại trong hậu truyện này. Tuy nhiên, sẽ không có bất kỳ đề nghị nào cụ thể được đưa ra từ phía nhà chuột cho tới khi kịch bản được hoàn tất. Ngoài ra, hậu truyện này chắc chắn sẽ được chiếu tại rạp chứ không phải trên Disney cộng. Trước đó, phiên bản hoạt hình của Aladdin cũng đã từng có tới 2 hậu truyện, nhưng nguồn tin của Variety khẳng định rằng bộ phim sắp tới sẽ hoàn toàn được lấy từ những ý tưởng mới. Dựa trên bộ phim hoạt hình năm 1992, Aladdin phiên bản live action ra mắt vào năm 2019 và đã trở thành một hiện tượng phòng vé, khi đây là một trong 7 bộ phim thu về trên 1 tỷ đô của năm. Bên cạnh hậu truyện Aladdin, Disney cũng đang tiếp tục chiến dịch sản xuất phiên bản live action của các bộ phim trước đây như Mulan, Nàng Tiên Cá hay Cruella. Khoảng 1 tháng nữa thôi thì Nhà của Chuột sẽ cho ra mắt Hoa Mộc Lan phiên bản live action với sự tham gia của diễn viên Lưu Diệc Phi. Liệu đây có thể trở thành bom tấn tỷ đô tiếp theo không? Và trong những bộ phim đã được chuyển thành live action, đâu là bộ phim khiến bạn cảm thấy bất ngờ nhất và đâu là tác phẩm làm bạn thấy thất vọng nhất? Hãy comment ở phía dưới và cho chúng mình biết nhé. Nhân tiện đang nói tới những bộ phim sắp ra mắt, trong mấy ngày qua cũng có rất nhiều trailer mới được công bố. Chúng ta có Thành Long chạm trán với cả kẻ hủy diệt, phim mới nhất của Wes Anderson, câu chuyện huyền bí trong The Green Knight và trong tối hôm qua, cậu bé mất tích mùa 4, hay chuẩn xác hơn, phải là cảnh sát trưởng mất tích. Sau khi ra mắt tại thị trường Trung Quốc, bộ phim Long Ấn Cơ Mật đã được đổi tên thành The Iron Mask để công chiếu tại Anh và tại Mỹ. Ngày 12 tháng 2, trailer đã được công bố với nhiều tình tiết vô cùng hấp dẫn, đặc biệt nhất là màn solo giữa hai huyền thoại điện ảnh này. Theo mô tả của nhà sản xuất, bộ phim được lấy bối cảnh vào thế kỷ 18, theo chân một du khách người Anh trong chuyến hành trình từ Nga đến Trung Quốc với vô vàn những điều kỳ diệu nhưng cũng đầy rẫy những nguy hiểm. Ngoài Thành Long và Arnold Schwarzenegger, cuộc hành trình này còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi khác như Charles Dance, Jason Fleming và Rutger Hauer. Dự kiến, The Iron Mask sẽ được công chiếu rộng rãi từ ngày 10 tháng 4 năm nay. Sự kiện Oscar chưa kịp hạ nhiệt thì giới điện ảnh lại được một fan rúng động khi bộ phim mới nhất của đạo diễn Wes Anderson là The French Dispatch tung trailer đầu tiên với phong cách rất riêng và hội tụ loạt diễn viên đình đám nhất nhì Hollywood. Có thể kể đến những cái tên gạo cội như Bill Murray, Francis McDormand, Christoph Waltz, Willem Dafoe hay Lea Seydoux. Bên cạnh đó, họ sẽ kết hợp với hai diễn viên trẻ đang được đánh giá là sáng giá nhất ở Hollywood ở thời điểm hiện tại là Timothée Chalamet và Saoirse Ronan. Nội dung của phim tuy vẫn chưa được tiết lộ quá nhiều, nhưng trong một lần trả lời phỏng vấn với tờ báo Charente Libre vào năm ngoái, Wes Anderson cho biết bộ phim của mình nói về một người nhà báo Mỹ sống ở Pháp để tạo ra cuốn tạp chí của mình. Nó là bức chân dung về một người đàn ông, một nhà báo sẽ đấu tranh bằng tất cả những gì mình sở hữu để được viết những gì mà mình mong muốn. Nhiều khả năng, The French Dispatch sẽ tham gia liên hoan phim Cannes vào tháng 5 năm nay. Sau đó, dự án điện ảnh mới nhất của Wes Anderson sẽ được công chiếu rộng rãi vào ngày 24 tháng 7 năm 2020. Cũng trong tuần qua, A24 đã công bố trailer cho bộ phim bí ẩn, thần thoại The Green Knight của đạo diễn David Lowery. Bộ phim được truyền thể từ câu chuyện Gawain and the Green Knight, một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về triều đại của vua Arthur. Trong phim, nam diễn viên triệu phú khu ổ chuột Dave Patel sẽ đảm nhận vai trò nhân vật chính Sir Gawain, cháu của vua Arthur và hiệp sĩ của hội bàn tròn, với nhiệm vụ là chiến đấu với loài sinh vật da xanh mang tên Green Knight. Ngoài Dave Patel, dàn diễn viên của phim cũng bao gồm nhiều gương mặt quen thuộc với những người hâm mộ thể loại này như Joe Edgerton của The King, Ralph Ineson của The Witch hay Kate Dickey từ Game of Thrones. The Green Knight dự kiến sẽ ra mắt khán giả tại rạp vào ngày 29 tháng 5 sắp tới. Và cuối cùng là vào tối ngày hôm qua, ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, một đoạn video ngắn đã được up lên channel chính thức của Stranger Things với tiêu đề From Russia with Love. Ở khoảng 10 giây cuối, chúng ta có thể thấy một gương mặt vô cùng thân quen của cảnh sát trưởng Jim Hopper đang phải lao động khổ sai. Vậy, giả thuyết ở cuối Stranger Things mùa 3 mà phê phim từng đưa ra đã được xác nhận, người bố bất đắc dĩ của Eleven sẽ trở lại.
Tuy nhiên, người hâm mộ của cậu bé mất tích cũng đừng quá vui mừng bởi đáng tiếc, chúng ta vẫn chưa hề có ngày công chiếu chính thức cho mùa 4. Nếu bạn chưa biết, Stranger Things là một series giật gân, kinh dị, viễn tưởng, lấy bối cảnh thập kỷ 80 tại thị trấn Hawkins. Kể từ khi ra mắt vào tháng 7 năm 2016, đây đã trở thành series được yêu thích nhất trên Netflix và liên tục phá vỡ hàng loạt những kỷ lục người xem ngày đầu công chiếu của nền tảng này. Hiện tại, cả 3 phần Stranger Things đều đã có video giải thích trên phê phim, link mình sẽ để trong phần bình luận ở phía bên dưới, nên các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Trong những bộ phim kể trên thì đâu là bộ phim khiến bạn tò mò và trông đợi nhất và tại sao? Cá nhân mình thì mình muốn biết thêm về bộ phim The Green Knight nhất, bởi vì đằng sau nó là có cả một câu chuyện mà chỉ cần tưởng tượng ra thôi đã thấy hứng thú rồi. Kèm theo không khí trailer như The Copy Paste, nguyên từ những tác phẩm kinh dị của đạo diễn Ari Aster. Tiếp theo, hãy cùng mình chuyển sang phần điểm tin. Crossfire được chuyển thể thành phim. Theo Variety, Sony Pictures đang hợp tác với nhà phát triển game Smilegate để chuyển thể thành phim tựa game Crossfire, hay với tựa tiếng Việt là Đột Kích. Kịch bản của phim sẽ do Chuck Hogan đảm nhận và Neil Morris là nhà sản xuất. Thông tin về thời gian bấm máy cũng như dàn diễn viên của bộ phim vẫn chưa được công bố. Crossfire là tựa game ra mắt năm 2007, được tạo ra ban đầu cho Microsoft Windows. Tới hiện tại, Smilegate công bố đã có tới 1 tỷ tài khoản đăng ký trò chơi điện tử này với khoảng 6 triệu người chơi trong cùng một thời điểm. Phim mới của đạo diễn David O. Russo. Chỉ vài ngày sau khi hãng New Regency công bố dự án phim mới của đạo diễn David O. Russo, nhiều diễn viên đã xác nhận tham gia. Dàn sao hiện đã đàm phán thành công bao gồm Kristen Bell, Margot Robbie và Michael B. Jordan. Tiêu đề và nội dung của phim hiện vẫn đang được giữ bí mật. Với dự án lần này, đạo diễn David Russo sẽ trực tiếp thực hiện kịch bản và tiếp tục hợp tác với Matthew Bateman. Trước đó, hai người này từng hợp tác với nhau trong bộ phim nhận 7 đề cử Oscar là American Hustle. Dự án phim tiếp theo của Joaquin Phoenix. Vừa rời khỏi chiến thắng của Joker, Joaquin Phoenix đã dục dịch chuẩn bị cho vai diễn tiếp theo trong bộ phim sắp tới của A24. Trong phim, Joaquin sẽ vào vai một nghệ sĩ phải chăm sóc đứa cháu thiên tài trong hành trình đi dọc đất nước bất ngờ của họ. Dự án hiện tại vẫn chưa được công bố tiêu đề chính thức, nhưng đã tiết lộ sẽ do Mike Mills đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn. Phim do A24 chịu mọi chi phí sản xuất và sẽ tham dự hội chợ phim châu Âu tại Berlin sắp tới. Dự kiến, bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào ngày 25 tháng 4 tại Mỹ. Số người xem Oscar 2020 xuống mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo của công ty quản lý dữ liệu Nielsen, số lượng người xem lễ trao giải Oscar 2020 vừa qua chỉ đạt 23,6 triệu, tức là giảm 6 triệu người so với năm trước. Ở lễ trao giải năm 2019, sau khi bỏ đi người dẫn chương trình, số lượng người xem đã tăng tới 11% so với năm 2018. Lễ trao giải vừa qua là kỳ Oscar thứ 2 liên tiếp không có người dẫn chương trình, tuy nhiên lại không tạo được hiệu ứng tương tự. Nhìn chung thì trong những năm trở lại đây, số lượng người xem sự kiện này đang có dấu hiệu giảm dần như bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Người rơi vẫn luôn là một trong những nhân vật siêu anh hùng được quan tâm bậc nhất. Nhưng yêu mến nhiều thì đồng nghĩa với việc kỳ vọng cao. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của bộ phim The Batman đã được công bố và nhân vật người rơi của chúng ta sẽ khoác lên mình một bộ trang phục hoàn toàn mới. Liệu tạo hình mới có giống trí tưởng tượng của các bạn không? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Vừa rồi, đạo diễn Matt Reeves đã tiết lộ những hình ảnh đầu tiên về nhân vật của Robert Pattinson trong bộ phim The Batman sắp tới. Trong video, bộ trang phục bóng bẩy và góc cạnh của người rơi xuất hiện dưới ánh đèn màu đỏ trên nhạc nền của Michael Giacchino, tác giả của những bản nhạc trong Coco hay Jojo Rabbit. Nếu nhìn kỹ vào bộ giáp này, chúng ta có thể thấy rằng logo của Batman khác hoàn toàn với những bộ phim trước đây. Trên Fake Club, một giả thuyết cho rằng logo này được ghép từ những bộ phận khác nhau của một khẩu súng, mà cụ thể hơn, chính là khẩu súng đã tước đi sinh mạng của bố và mẹ của Bruce Wayne. Chia sẻ về bộ trang phục Batman trong phiên bản của Matt Reeves, nam diễn viên Robert Pattinson cho biết, ngay lập tức, cảm giác vô cùng quyền lực sau khi vật lộn cùng bộ trang phục với sự giúp đỡ của 5 người. Nó kiểu như, tuyệt, tôi khỏe, tôi cứng rắn, mặc dù mông tôi đang bị ép chặt vào chân. Kể từ năm 2018, khi đạo diễn Matt Reeves công bố sẽ tạo ra một câu chuyện hoàn toàn mới cho Batman, đây là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến tạo hình của nhân vật nổi tiếng này. Vào tháng 9 năm ngoái, Robert Pattinson chia sẻ rằng anh lớn lên với hình ảnh người rơi do Tim Burton tạo dựng trong hai bộ phim của ông. Bởi vậy, khi biết được thông tin về bộ phim của đạo diễn Matt Reeves, Robert đã cực kỳ tích cực theo đuổi dự án này và đã giành được vai nhân vật chính. Hiện tại, những người đã xác nhận tham gia cùng Robert Pattinson trong dự án mới này là những cái tên được chú ý. Cụ thể, Zoe Kravitz sẽ vào vai Catwoman, Colin Farrell với The Penguin, Paul Dano là The Riddler,
Jeffrey Wright trong vai công tố viên James Corden, và cuối cùng là Andy Serkis với vai nhân vật Alfred Pennyworth. Bộ phim The Batman dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 25 tháng 6 năm 2021. Việc đạo diễn Matt Reeves công bố rằng The Batman sẽ là một ý tưởng hoàn toàn khác so với những bộ phim trước đây có thể cho thấy rằng DC đang tiếp tục với hướng đi mới mà vũ trụ này đang theo đuổi. Liệu nghệ sĩ bóng đêm lần này có vừa là vị anh hùng mà chúng ta cần, vừa là vị anh hùng mà chúng ta xứng đáng có được không? Nhớ theo dõi Phim News để cập nhật thêm thông tin nhé. Nếu các bạn thấy bản tin này có ích thì đừng quên like và share nó để nhiều bạn yêu điện ảnh có thể cũng cập nhật những thông tin thú vị này. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phim, hãy ấn nút subscribe và nút chuông nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và chúc các bạn ăn trưa vui vẻ và chúc các bạn có một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.